Đấy, đây là dàn hoa hồng neo này. Để mới cắt tỉa. Mỗi một cái dàn là một cái màu sắc khác nhau. Đây là hồng neo Hải Phòng. Cổ Hải Phòng. Đây là hồng neo cổ. Hồng cổ Hải Phòng. Đây là những cây hoa hồng neo hồng cổ Hải Phòng các bạn nhé. Rất nhiều hoa. Đấy, đây này. Hoa hồng màu vàng này. Neo màu vàng. Này là mới được cắt tỉa cho nên là nó chứ không có nhiều hoa, là nữa nó ra hoa rất là nhiều. Đấy, giống như hồng neo này thì bông hoa rất là to màu cam. Hồng neo màu cam, có cả hồng neo màu trắng các bạn nhé. Đây là hồng neo màu trắng này. Đây là hồng neo màu vàng này. Đủ màu. Đây là hồng neo màu đỏ. Hồng neo màu đỏ đẹp không? Rất là đẹp các bạn nhé. Mới được cắt tỉa cho nên là hoa nó không được nhiều lắm. Đây là cây hoa hồng neo màu đỏ này. Còn đây là hoa hồng neo màu hồng. Bông to, thơm. To rất là thơm. Này, hoa hồng neo rất là đẹp. Hoa hồng neo rất là đẹp. Này, hoa hồng neo màu cam. Rất là đẹp các bạn nhé. Đây là hồng cổ Hải Phòng này. Màu đỏ này.